để vừa là giúp cho con mình và cho cái cộng đồng khu vực ở huyện Chợ Mới và các huyện lân cận của tỉnh An Giang có cái môi trường giáo dục can thiệp cho các trẻ để học tập, vui chơi, để phát triển, để có điều kiện để hòa nhập với môi trường bên ngoài. Thì đó là cũng là lý do để chúng tôi hình thành nên cái trung tâm Diệp Quang. Ròng rã hơn 10 năm, phải đi ngược về xuôi, tìm hết nơi này đến nơi khác để can thiệp điều trị bệnh tự kỷ cho con trai. Đến năm 2020, bác sĩ Lê Minh Đạo cùng gia đình quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Diệp Quang. Cũng nhờ có trung tâm giáo dục đặc biệt này mà nhiều em bị rối loạn về phát triển, gặp khó khăn về ngôn ngữ, hành vi và nhận thức, có được môi trường để can thiệp, giúp điều trị ngày một tốt hơn. Bé sẽ đánh mình hoặc là quạo. Em chưa hiểu nhiều nên em rất là sợ. Sau khi mà em đã tiếp xúc với các bé thì đã cho em cái suy nghĩ khác đối với các bé. Khi mà bé được tiến bộ từng ngày tiến bộ một chút chút xíu thôi là em đã cảm thấy vui rồi. Con gái của chị Trần Thị Tấm ở thị trấn Chợ Mới được bác sĩ chẩn đoán do thiếu oxy não nên bé chậm phát triển, đi đứng khó khăn. Nhưng cũng nhờ kịp thời tìm đến trung tâm, được sự can thiệp về chuyên môn, sự chăm sóc tận tình của đội ngũ giáo viên, chuyên gia tâm lý, vật lý trị liệu, giờ đây con của chị Tấm có nhiều tiến triển tốt hơn trước. Cũng tập hơn một năm rồi nhưng mà thấy bé nó phát triển, nó ngồi được, nó tay chân nó hoạt động được. Xong rồi kêu nó nhận thức rồi này kia bình thường, dạy nó nhớ nó hiểu. Cũng nhờ mấy cô ở đây, nhờ cô Yến với lại thầy Đức cũng tập cũng hết lòng vì cháu. Tuy trung tâm hoạt động theo mô hình giáo dục tư thục có thu phí, nhưng theo chia sẻ của người sáng lập thì hầu như trung tâm không có lợi nhuận, đôi khi còn bù lỗ. Để chia sẻ khó khăn cho trung tâm, nhóm sáng lập đã tổ chức thêm Diệp Quang Farm, và cũng nhờ ý tưởng này đã mang lại hiệu quả kép cho trung tâm. Vì ngoài tăng nguồn thu, Farm còn là nơi giúp các em được trau dồi kỹ năng lao động, làm việc và hòa nhập cộng đồng. Công việc đơn giản của Farm ví dụ như là bưng bê dược liệu, rồi dán tem nhãn hay là đóng đát hay là sắp xếp lại các giỏ hộp, thì các bạn được tham gia thì các bạn rất là thoải mái, và hàng ngày là các bạn mong muốn là các thầy cô để đưa qua buổi chiều qua đó để lao động, để làm việc. Tại Farm có nhiều dược liệu, nhưng phần lớn cây rau đắng biển được Farm chọn làm hướng đi riêng. Bởi qua quá trình nghiên cứu các loại thực phẩm hỗ trợ cho trẻ, vợ chồng bác sĩ Đạo nhận thấy những dược tính của rau đắng biển rất phù hợp nhu cầu phát triển trí não cho trẻ đặc biệt. Nhờ ưu tiên mục tiêu này mà vườn dược liệu rau đắng ngày càng mở rộng, hiện đã có hơn 2.000 mét vuông, và sản phẩm trà rau đắng biển của Farm được công nhận OCOP tiêu chuẩn 3 sao. Bên cạnh đó thì cũng sử dụng những cái trà dược liệu là như rau đắng biển, thì bản thân nó cũng giúp hỗ trợ một phần cải thiện trí não, tăng tập trung chú ý, ăn được ngon hơn, ngủ được tốt hơn. Nó cũng góp phần cho các bạn là ngày càng ổn định hơn, giảm bớt các hành vi. Trong cái thời gian tới thì đảng ủy ủy ban cũng kêu gọi vận động hỗ trợ mở rộng thêm trung tâm Diệp Quang để mà cho các cháu có cái điều kiện học tập để mà hòa nhập tốt hơn vào cái cộng đồng cũng như là cuộc sống của các cháu sau này. Giúp mình nhưng cũng giúp đời. Với ý nghĩa tốt đẹp và nhân văn đó, kỳ vọng các hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Diệp Quang sẽ được lan tỏa, phát triển tốt hơn và nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng xã hội.